Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ngày 29 tháng 5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tham dự phiên họp có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thảo luận tại hội trường về cơ bản các đại biểu nhất trí về báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đại biểu ghi nhận cùng với sự nỗ lực của toàn dân và cải thống chính trị, công tác huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua đã góp phần quan trọng có tính chất quyết định để kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời các đại biểu đề nghị tiếp tục ra soát để xử lý các vướng mắc tồn tại trong quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục ra soát để sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc huy động quản lý và sử dụng nguồn lực, đồng thời cần xây dựng những kịch bản để bảo đảm ứng phó kịp thời với những dịch bệnh khẩn cấp có quy mô toàn cầu như đại dịch COVID-19 tiếp tục có cơ chế chính sách giải pháp để khắc phục những bất cập tồn tại hạn chế và nâng cao năng lực toàn diện của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, giải đáp để giải quyết những vướng mắc về hồ sơ trong việc thanh quyết toán chi phí dịch vụ xét nghiệm và phí điều trị bệnh nhân COVID-19 theo chi phí thực tế phát sinh. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp cả nước, Quốc hội, chính phủ, người dân, doanh nghiệp cùng đồng lòng tập trung huy động, đóng góp nguồn lực, sự hỗ trợ này rất đáng được trân trọng. Vì vậy, việc công khai kết quả sử dụng quyết toán các khoản chi tiêu là rất quan trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp trong sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, nguồn huy động. Tôi đề nghị bổ sung thêm một khoản trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội, đề nghị chính phủ thực hiện quyết toán riêng toàn bộ số tiền huy động và sử dụng để phòng chống dịch gồm cả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách báo cáo quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2022, đồng thời giao Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ ngành địa phương quyết toán các khoản huy động ngoài ngân sách nhà nước, đề xuất phương án sử dụng số kinh phí huy động còn lại, đảm bảo người dân được giám sát và thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị cần giải quyết rứt điểm việc thanh toán chế độ cho người tham gia phòng chống dịch có cơ chế phân cấp hợp lý trong ứng phó với dịch bệnh cần chính sách đãi ngộ tương xứng với đặc thù công việc cho nhân lực y tế cơ sở nghị quyết giám sát của quốc hội cần có sự đổi mới cần đưa ra giải pháp định lượng hơn là định tính xác định rõ cơ quan nào của quốc hội giám sát thực hiện tiến độ hoàn thành đảm bảo hiệu quả đặc biệt là trong nhiệm vụ hoàn thiện thể chế cần quan tâm tới chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở Việt Nam. Buổi chiều Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng